Dạ bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay thực tế cho bà con xem về cái kỹ thuật mà nông dân bà con tiến hành rong mùa, rong cây thực ra rong cây sống, thuộc sống đối với cây tiêu đã leo được 2 năm. Thì vườn tiêu này thì nói cũng cũng không được đẹp mấy. Thì mình quay cho bà con xem thì đôi lúc phải có vườn xấu vườn đẹp. Quay hết vườn đẹp thì cũng có vườn xấu cho bà con xem. Thì đang quay thực tế vườn tiêu thì nông dân đang tiến hành rong thuộc sống này nè. Thì cái việc tỉa cành nó rất là đơn giản. Với cái đầu sống này thì nó không giống như cây mùa, không giống như cây nút nát. Đây chúng ta tỉa hết đi, chỉ cần để lại một cành bánh tẻ thôi là cái cây trụ sống này nó sẽ sống bình thường, không xì mũ, không chết. Với trụ sống cây nút nước này thì nó rất là đơn giản và tiện lợi. Trồng nó một năm là thân nó rất là lớn. Thì với trụ này là 2 năm tuổi, thì bà con nông dân vừa tiến hành cột tiêu và vừa tiến hành mấy trụ sống luôn. Thì yêu cầu của bà con thì gồm có cưa, kéo, dây bao và than thôi. Thì những dụng cụ này thì gắn liền với bà con nông dân chúng ta, mình chỉ giới thiệu sơ cho bà con nông dân xem. Thì cái việc mé này nó mang lại rất hiệu quả cho bà con. Thứ nhất đó là tiêu nó bám rất là khỏe, nó hút những cái chất trong cây này lên thì nó rất là tươi tốt. Như đối với trụ tiêu này bà con xem rất là xanh, đều và đẹp. Thì nông dân chúng ta tiến hành cũng cưa và cắt những cái cành không quan trọng. Thì đó bà con xem nè, tiến hành cưa hết, cưa bình thường hết, cưa những cành bánh tẻ cưa hết, chỉ dừa lại một cành bánh tẻ thôi để cho tạo điều kiện nó mát thôi. Chứ còn chết thì cây này rất là khó chết, dù chúng ta cưa cỡ nào nó không có chết. Thì cũng giống như mọi clip khác thì bà con vui lòng đăng ký kênh để xem tất cả clip về nông nghiệp ở Tây Nguyên và Đắk Lắk. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.